Hiệp 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội nhập cuộc tự tin, kiểm soát thế trận tốt hơn đối thủ. Hai bàn thắng của Nguyễn Doãn Mạnh và Mai Viết Dũng đã giúp đội bóng núi Hồng tạo được những lợi thế trong đầu hiệp 1. Sau đó, BKMX Bình Dương có hai bàn thắng vào cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 để san bằng tỷ số 2 đều. Tuy nhiên, sau đó, hai pha lập công của Bùi Hải Sơn và Nguyễn Văn Đức đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng chung cuộc 4-2 chiến thắng này đưa U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm vươn lên xếp thứ nhất bảng C, đồng thời sớm giành vé vào tứ kết sau so hai trận toàn thắng. Trận cuối U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp Phú Đồng Ninh Bình vào chiều ngày 16 tháng 7.